Xin chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhìn thấy video của Linh. Và chủ đề ngày hôm nay Linh sẽ chia sẻ với tất cả anh chị chúng ta, đó là người đàn ông mà phụ nữ mong muốn giữ bên mình. Và có đến 95% người đàn ông họ nghĩ rằng á là phụ nữ luôn mong muốn giữ bên mình những cái người đàn ông đẹp trai và giàu có. Nhưng thực tế thì những người phụ nữ thì họ thường rất là tinh tế và nhạy bén. Chính vì vậy, cái người đàn ông mà họ muốn giữ bên mình không phải là những người đàn ông sở hữu một cái thân hình quyến rũ, cũng không phải là một cái người đàn ông mà có một sở hữu một chiếc ví đầy tiền. Vậy thì cái người đàn ông mà phụ nữ mong muốn giữ bên mình, họ là ai? Phụ nữ thì luôn mong muốn giữ bên mình những người đàn ông nội tâm, không khoe khoang, ít chú ý đến hình thức bên ngoài. Họ luôn giữ cho bản thân cái sự bình tĩnh trước mọi biến cố. Điều đó thì sẽ giúp cho người đàn ông sáng suốt để tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề. Phép lịch sự, cư xử tinh tế đúng mực là điều mà giúp người đàn ông ghi điểm trong mắt chị em phụ nữ. Và đó chính là cái sự tôn trọng mà cả hai dành cho nhau. Và sự tôn trọng đó chính là yếu tố cần thiết để duy trì tất cả những cái mối quan hệ. Và khi đó thì cả hai sẽ có sự thoải mái trong việc cùng nhau chia sẻ mọi cái buồn vui trong cái cuộc sống. Và phụ nữ thì luôn ngưỡng mộ những cái người đàn ông linh hoạt trong mọi tình huống. Khi gặp vấn đề thì người đàn ông sẽ nhanh chóng đưa ra những cái giải pháp để cùng nhau vượt qua. Vì đối với họ, bạn đời là người luôn cho họ những cái lời khuyên và là người đồng hành trung thành nhất. Phụ nữ thì vốn không được mạnh mẽ giống như đàn ông. Bởi vậy, họ mong muốn giữ bên cạnh kiểu người tự tin và quyết đoán. Với phụ nữ thì việc chồng mình làm gì thì không còn quá quan trọng, miễn là người đó luôn nổi bật và tự tin trong chính công việc mà họ đã làm. Phụ nữ thì luôn cảm thấy tin tưởng khi ở bên cạnh người đàn ông có tham vọng, có hoài bão riêng. Và chỉ cần người đó chân thành yêu thương và tôn trọng người phụ nữ của mình, thì trên hành trình chinh phục mục tiêu của người đàn ông sẽ luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Một anh chàng tốt thì sẽ chứng minh tình cảm của mình qua hành động, chứ không phải qua những cái tin nhắn hay là một cái lời hứa suông. Hành động chính là cái cách để nói lên nhiều điều. Phụ nữ thì không cần một cái chàng trai quá nhiều tiền, nhưng họ cần một người sẵn sàng tiêu tiền vì họ. Điều đó chứng tỏ thì anh ta coi trọng họ hơn cả cái tiền. Và bất kỳ cái đàn ông hay là phụ nữ khi đưa ra cái tiêu chí để lựa chọn cái người bạn đời, thì trước tiên bản thân họ phải là một người có giá trị. Giá trị của một người phụ nữ thì đó là khi bạn tự lo được cuộc sống của chính mình. Lúc đó thì bạn là một người phụ nữ đầy quyền lực, không bị phụ thuộc, không dựa dẫm vào người đàn ông. Khi mà bản thân bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ chưa lọt vào tầm ngắm của đối phương, thì việc bạn làm không phải là liệt kê ra những điều mình mong muốn, mà là tạo ra giá trị riêng cho chính bản thân của mình. Bởi vì khi đó bạn có quyền tự đưa ra sự lựa chọn cho người bạn đời trong số những người mà đang vây quanh của bạn. Và nếu chị em phụ nữ chưa biết cách để có cho mình được cái sự độc lập về tài chính, khiến bản thân có giá trị, chồng hãnh diện và con tự hào về mình, thì hãy đến với cái khóa học phụ nữ khởi nghiệp. Và tốt hơn nữa thì bạn hãy đến với Đại học Triệu Phú của thầy Alan Legao. Ở đó thì bạn sẽ nắm trong tay cái công thức và phương pháp để có được sự thành công mà chỉ những cái người triệu phú mới có được. Và thầy Alan Legao là một triệu phú tật nguyền, người Mỹ gốc Nhật. Và thầy là cái người truyền nhân đời thứ hai của Napoleon Hill, bậc thầy của hơn 20 triệu phú trên toàn thế giới. Và khi thầy tiếp thu được bí kíp nghĩ giàu làm giàu, thì chỉ trong vòng 3 năm thì thầy đã có một cái sự thành công với việc kinh doanh diều và sở hữu hơn 20 triệu đô từ việc kinh doanh Zozo và hơn 10 triệu đô từ việc kinh doanh trên Internet. Từ đó cuộc đời của bạn là do chính bạn làm chủ. Và rất cảm ơn tất cả anh chị chúng ta đã theo dõi đoạn video clip của Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video. Và hẹn gặp lại tất cả chúng ta vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.